Có thấy cái tấm biển ở đằng sau mình không? Chào các bạn tới với Mauritius. Mauritius là một quốc đảo nằm ở giữa Ấn Độ Dương. Mình vừa cánh xuống sân bay ở Mauritius cách đây khoảng nửa tiếng. Và có một điều không may mắn là sân bay thì nằm ở phía đảo. Còn đâu thủ đô của Mauritius tên là Port Louis lại nằm ở một phía đảo khác, có lẽ là rất xa nhau. Và bây giờ phải đi tìm xe buýt để bắt xe buýt về thủ đô. Giá vé xe buýt từ sân bay về trung tâm thủ đô là chỉ khoảng 40 ruby, hay là rẻ bằng khoảng tầm 20.000 tiền Việt mình. Và khi đến được thành phố này rồi thì vấn đề tiếp theo là vấn đề rất lớn, đó là đi tìm nhà trọ. Tìm nhà trọ ở Mauritius này, nhất là thủ đô Port Louis, không hề đơn giản các bạn ạ. Tìm được một nhà trọ mà giá cả hợp lý lại càng khó. Và đây là cái nơi mà mình tìm được. Trông giống một khu ổ chuột của Ấn Độ, xin lỗi, nhưng mà không gì đó rất là giống. Đây là nơi cái cầu thang lên cái nhà trọ đó. Rất là chật hẹp và tối tăm. Cầu thang vào, cửa vào rất là nhỏ, các bạn thấy hình dung này. Đây là cái cửa vào. Rất là nhỏ. Và vào rồi thì phải lên một cái cầu thang nữa. Một trong những khu nhà trọ hầm hố nhất mà mình đã từng ở. Trên tầng này người ta còn chịt vàng thông cho lên nữa. Chắc tầng trên là không có người ở, là vậy mà người ta để làm nơi chất đồ. Và đây là nơi phòng trọ của mình. Có nhà bếp khá rộng. Đây là nhà bếp này. Phòng tắm và vệ sinh cũng rộng rãi và sạch sẽ hơn rất nhiều so với cái ấn tượng bên đầu. Bên ngoài, nhìn bên ngoài hơi bị sợ. Và bên ở đây còn có một phòng ngủ riêng nữa. Tiếp theo còn có một phòng khách, tức là cả một căn hộ dành cho mình luôn. Không có nỗi nào. Bên ngoài này còn có cả ban công. Ban công nhìn xuống một con phố nhỏ, cũng không được tấp nập lắm. Ở gần đây cái nhà thờ Hồi giáo nên là nghe cầu nguyện suốt ngày như vậy. Nhà trọ này giá là 25 đô một đêm, khoảng tầm 600.000 tiền Việt Nam mình. Bên ngoài, phong cảnh bên ngoài nhìn thì có vẻ hơi sợ một chút, tại vì có cảm giác như là đang lạc vào một cái khu ổ chuột nào đó. Nhưng bên trong thì tiện nghi khá đầy đủ và khá là sạch sẽ, không có nỗi nào. Thậm chí ở đây còn có cái bếp riêng bạn có thể sử dụng. Và chính vì biết trước được điều này, do vậy mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho buổi tối nay. Bữa tối nay sẽ là khoai lang luộc. Tại vì vừa nãy đi ngang qua khu chợ và mua được một chút khoai lang này để về luộc ăn tối nay và có thể ăn sáng nữa. Một thức ăn rất là tiện và ngon. Đây là bếp mà bạn có thể sử dụng. Hy vọng là cũng hoạt động. Vậy là lại trở lại được các bạn tới thăm một quốc gia mới. Một lần nữa xin chào mừng các bạn tới với Mauritius, một quốc gia nằm ở giữa biển Ấn Độ Dương. Và bây giờ chúng ta đang ở khu trung tâm của thủ đô Port Louis của Mauritius. Mauritius từng là thuộc địa của Pháp, do vậy ở đây ngôn ngữ chính là tiếng Pháp. Tuy nhiên các bạn thấy thì là người dân đây có ngoại hình rất giống người Ấn Độ. Và tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ rất phổ biến, các bạn có thể nói với tiếng Anh với bất kỳ ai, họ đều hiểu và có thể nói rất là tốt tiếng Anh. Nói chung là không khí ở đây không có một chút gì ở châu Phi cả. Các bạn không nghĩ rằng mình đang ở châu Phi mà gợi nhớ rất nhiều tới Ấn Độ.
ở Mauritius, con số người dân mà có nguồn gốc từ Ấn Độ chiếm tỷ lệ cao nhất. Do vậy cũng dễ hiểu khi quốc gia này còn được gọi là tiểu Ấn Độ giữa Ấn Độ Dương. Ngoài người Ấn Độ thì ở thủ đô Bombay còn có một khu phố Trung Hoa, Chinatown. Và sự hiện diện của người Trung Quốc ở đây cũng rất là nhiều. Bạn có thấy có rất nhiều dấu ấn của người Trung Quốc qua những bức tranh vẽ, các cửa hàng. Tuy nhiên đây là buổi chiều mà cái khu phố tàu này bây giờ khá là vắng vẻ, không được đông lắm. Đây là khu chợ trung tâm ở thủ đô Port Louis, cũng là khu chợ lớn nhất ở Mauritius. Rất nhộn nhịp và đông đúc, các bạn có thể thấy đây. Không hề có cảm giác rằng là đang ở châu Phi, mà Ấn Độ thì đúng hơn. Cũng là chợ thì nên là bao giờ cũng nhộn nhịp, ở đây có đầy đủ tất cả các loại rau hoa quả rất là phong phú và đa dạng. À, đây có cả rau muống nữa. 25.000 một bó, rất là nhỏ. 25.000 là bằng khoảng 12-13.000 tiền Việt. Không rẻ đúng không? Một cái rau xà lách này giá là 30 rupee. Nói chung là hoa quả rau củ ở đây đắt hơn Ấn Độ rất là nhiều. Và nhiều loại thì giá còn bằng mức ở giá ở châu Âu. Tất cả các loại thức ăn đường phố các bạn có thể tìm thấy trong chợ này cũng đều có một xuất xứ từ Ấn Độ. Cái khu phố ẩm thực ở trong cái chợ này cũng mang đậm chất Ấn Độ. Nếu không phải là fan ẩm thực Ấn Độ thì đến đây chắc chắn sẽ gặp một chút trở ngại về mặt ăn uống. Chúng là một không khí hoàn toàn Ấn Độ và đương nhiên cả cái mùi ăn ở đây, cái mùi gia vị. Thì các bạn biết từ người Ấn Độ người ta dùng rất nhiều gia vị để nấu nướng, do vậy mà đây là hoàn toàn có một mùi Ấn Độ đặc trưng. Ở đây có vẻ như họ chế biến sạch sẽ hơn ở bên Ấn Độ một chút. Nhìn quán xá cũng có phần khá là tươm tất. Tuy nhiên các món lạ này khi thử thì các bạn cũng phải rất cẩn thận, tại vì là bụng dạ có thể là chưa quen ngay nên có thể dễ sinh ra những vấn đề. Hey, 50 euro. 50 euro. Đại lộ chính ở thủ đô Port Louis cũng khá đẹp, hoành tráng và sạch sẽ. Dọc theo đại lộ này toàn là những cây cọ rất là đẹp. Và xung quanh đây có rất nhiều cửa hàng. Đây chúng ta đang ở thăm cảng biển ở thủ đô Port Louis.
Ở đằng sau mình là cảng biển chính ở thủ đô Port Louis của Mauritius. Ngành du lịch của quốc gia này rất là phát triển, và đặc biệt là du lịch về biển. Mauritius có gì đó rất giống với Maldives, với những bãi biển màu xanh rất là tuyệt vời. Ngoài ra, Port Louis cũng là một cái nơi cập bến của một số thuyền du lịch, đưa du lịch đi những cái quốc đảo ở khu vực Ấn Độ Dương này. Do vậy mà khách du lịch đây không thiếu, và các dịch vụ cho khách du lịch cũng rất là nhiều. Mauritius thực sự là một cái sự kết hợp rất là độc đáo. Quốc gia này đã từng là thuộc địa của Pháp, song người dân chủ yếu lại là người gốc Ấn Độ. Có một gì đó cũng rất là còn nghèo của Ấn Độ, song cũng rất là sang trọng của du lịch biển. Ví dụ đây chẳng hạn, đây là một cái khu có vẻ như khu người giàu, du thuyền riêng. Và đằng sau là những cái khách sạn rất là sang trọng dành cho khách du lịch. Về mặt ăn uống thì giá cả ở đây không được rẻ lắm so với các nước châu Phi khác. Ở đây đa số là thức ăn của Ấn Độ, và nếu các bạn không ăn được đồ Ấn Độ thì các bạn có sự lựa chọn khác là vào phố tàu, phố Trung Quốc để ăn các quán ăn của người Trung Quốc. Hoặc là ngoài ra còn có rất nhiều các cái loại thức ăn khác, ví dụ của Ý, của các nước khác nhiều lắm, các bạn có thể chọn thoải mái. Tuy nhiên mình đã chọn một cái nhà hàng ở khu phố tàu ở đây để ra ăn. Ví dụ cái món mình đặt ở đây là cái món cá xào với lại rau của người Trung Quốc, và kèm theo một đĩa cơm rất là to và một cốc bia, giá là khoảng tầm 10 đô la, khoảng tầm 230.000. Cộng thêm vào đó là một cốc bia bản địa tên là Phoenix, là một thứ mà không thể thiếu được trong mỗi hành trình. Khi một quốc gia đến một quốc gia mới thì là phải thử một loại bia của quốc gia đó. Đó là một cái thuận lợi, nó một cái điểm mà mình cảm thấy rất là may mắn đã được thưởng thức. Cho nay thì đã thưởng thức bia của rất nhiều quốc gia rồi. Và đố bạn biết là bia của nước nào là ngon nhất theo cảm nhận chủ quan của mình. Các bạn thử đoán xem, mà các bạn hãy để ở dưới phần bình luận để xem là thử đoán xem là bia của nước nào là ngon nhất thế giới. Mauritius được bao bọc hoàn toàn bởi biển, do vậy mà cũng là một điều dễ hiểu khi ở đây hải sản rất là sẵn, đặc biệt là cá. Bây giờ chúng ta đang thăm một cửa hàng bán cá, và ở đây có những chú cá thu to khổng lồ, chắc phải lên vài chục kg, rất nhiều. Và trong xe này còn rất nhiều cá thu nữa. Mauritius chắc chắn là một thiên đường đối với những người thích ăn cá. Chú cá này chắc phải đến nửa tạ. Thì chúng ta sẽ bảo hỏi xem là giá cá thu ở đây là một cân là bao nhiêu. 270. 1 kilo. 1 kilo. Okay. Yeah. Ở đây có một điểm rất giống Việt Nam chúng ta, đó là ngoài ô tô thì phương tiện giao thông đi lại chủ yếu nữa nó là xe máy. Các bạn thấy đây, rất nhiều người đi xe máy. Xe máy Wave cũng rất phổ biến ở đây, giống với Việt Nam. Mặc dù đây là những khu trung tâm và xe máy rất là nhiều, song có một điều rất là hay, đó là họ đi lại rất là quy củ và trật tự. Và đặc biệt có một điều nữa mình thấy rất thích, đó là ở đây người ta có những cái biển cấm không được bấm còi, và các bạn đi ở trong này không bao giờ nghe thấy một tiếng còi nào hết. Là một trong những công viên chính ở thủ đô Port Louis. Thì có những cây giống như cây si cổ thụ dễ dài, có một gì đó rất giống ở những quốc gia như Ấn Độ hay là Bangladesh, ở đó có rất nhiều các loại cây như thế này.
Công viên này không chỉ là chỗ dạo chơi, chỗ đến nghỉ ngơi của những người dân đây mà còn là nơi mà những người bố gia cư làm cái nơi tá túc cho mình. Bức graffiti Tôn Ngộ Không ở khu phố tàu. Không chỉ ở phố tàu mà ở nhiều nơi ở trong thủ đô Port Louis này, người ta có những tấm hình graffiti rất là đẹp. Tuy nhiên đại đa số nội dung của những tấm hình này là liên quan đến văn hóa ở Trung Quốc. Có khả năng là các nghệ sĩ làm nên những tấm hình này là người Trung Quốc chăng? Ở đây là cái rất nhiều hoa quả tươi, người ta bán dọc đường rất nhiều. Tuy nhiên người dân ở đây người ta ăn với rất nhiều loại sốt với các loại gia vị khác nhau như ở Ấn Độ ấy. Nhưng mà mình không dám ra vậy mà chỉ ăn chay, ăn bo như này thôi. Ở đây chỉ có những bãi biển rất là đẹp và dành cho những người thích du lịch biển. Ngoài ra thì không có gì nhiều để khám phá. Và có thể nói là Mauritius là một trong những nước mà buồn tẻ và chán đời nhất mà mình đã từng tới thăm. Quốc gia được mệnh danh là tiểu Ấn Độ này không có nhiều về mặt văn hóa, mọi cái đều khá giống với Ấn Độ. Và đây là cái cảnh tượng cuộc sống diễn ra hàng ngày ở thủ đô Port Louis, Mauritius. Như vậy đó là một vài cái điểm tiêu biểu nhất về đất nước Mauritius mà mình muốn mang lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những quốc gia tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại từ Port Louis, Mauritius.